Từ khi còn là một chú chim nhỏ, con sâu. Red chưa bao giờ hòa nhập. Ê Red, cậu khỏe không? Sắp teo rồi bộ. Cậu Red à, có vẻ như vấn đề vẫn thường xuyên tái diễn. Con chồng. Tôi có phải chú chim sôi nổi không? Phải, nhưng sao lại quan trọng việc chúng ta không giống nhau? Hãy vui lên nào. Đừng nhìn Bobby, cơn giận cũng có thể lây lan đó con. Cũng tại nó trước. Từ Columbia Pictures và Rubio Entertainment. Nhanh lên, có cái này lạ lắm. Xin chào, tôi là con heo. Heo là lợn à? Mau thể hiện đi. Khỏe con cưng. Cái đó có phải là cái đó không? Xin lỗi ông, cái đó rất dễ dở, hiểu không? Bỏ xuống đi. Cậu đang làm khách của chúng ta, phi lòng. Còn ông thì không chịu hỏi những câu cơ bản. Thật là bối rối. Năm nay bộ không ai thấy chuyện đang xảy ra ở đây à? Cả thế giới đang gặp nguy hiểm và chỉ có chúng ta cản được chúng. Thôi quá. Ôi trời ơi. The Angry Birds. Nếu có ai đó biết bọn heo đang mưu đồ gì thì đó là anh bạn huyền thoại. Đây là hộ thông thái của anh bạn huyền thoại. Ra khỏi đó đi. Đừng có phun như vậy. Cũng đừng có nhả lại chứ. Mất vệ sinh quá trời. Oh wow, xoái cả. Hại không? Cay quá. Một biến cố cực kỳ kinh khủng. Ăn cho hết. Dự kiến khởi chiếu 13 tháng 5 2016 với định dạng 2D, 3D lồng tiếng.